Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với CD Video bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook cùng với chuyên gia Phan Anh. Và bài học này là một bài học có hướng dẫn thao tác trên màn hình máy tính đơn giản với chủ đề là bán hàng trên Facebook Group. Tất nhiên trong một video ngắn ngủi thì tôi không thể nào nói được hết tất cả các bí quyết về cái việc mà chúng ta có thể sử dụng cái group để bán hàng. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói một cách cơ bản và đầy đủ thông tin nhất cho các anh chị và các bạn hình dung. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải biết là group Facebook là gì, đúng không ạ? Thì hiện nay một trong những cái nền tảng mà Facebook phát triển cũng rất là mạnh đó là group tiếng Anh hay tiếng Việt còn gọi là nhóm. Vâng, các nhóm, các hội nhóm. Thí dụ như là hội những người nuôi con bằng sữa mẹ, hội những người đồng hương tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C, đúng không ạ? Hội sinh viên trường X, hội sinh viên trường Y, hay là hội nhiếp ảnh, hay là hội người mẫu, hay là hội design, hay là hội video, rất nhiều các loại hội, hội bóng đá, rất nhiều các cái group như vậy ở thị trường Việt Nam cũng như ở thị trường thế giới. Group thì nó có những dạng như sau: dạng thứ nhất là group mở, dạng thứ hai là group kín, và dạng thứ ba là group bí mật, đúng không ạ? Thông thường thì chúng ta quan tâm đến hai cái group là mở và kín. Ở Việt Nam thì tôi cũng có tham gia vào một số group, nhưng chủ yếu là với tư cách là một người xem thôi, chứ tôi cũng không tham gia bình luận hay tham gia hoạt động nhiều. Thí dụ như là tôi đánh giá rất là cao một cái group như là AutoFun, đúng không ạ? Thì OFFB đấy, cái group này bây giờ có khoảng 800.000 thành viên tại thời điểm mà tôi đang nói. Và cái lượng tương tác rất là tốt. Tôi giả sử thôi ạ. Nếu bạn là một thành viên tích cực, nếu bạn là admin, đúng không ạ? Bạn có thể khai thác cái group đó cho rất nhiều các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động truyền thông miễn phí hay là hoạt động từ thiện, nếu mà các bạn không đặt nặng về vấn đề kiếm tiền. Còn các bạn có thể đặt nặng về vấn đề kiếm tiền thì các bạn có thể làm quảng cáo, làm PR, thu rất nhiều các cái khoản phí từ một cái group có lượng thành viên như vậy. Tất nhiên tôi đang nói về góc độ lý thuyết, tôi không nói là thực tế cái trang đấy họ người ta có làm hay không, bởi vì trên thị trường hiện nay có N cái group như vậy, đúng không ạ? Việc bán hàng trên group, kinh doanh trên group là hoàn toàn có thật và cũng bán được chứ không phải là không. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn với các bạn như thế nào. Ở đây thì tôi sẽ thao tác thêm trên máy tính để làm việc với các bạn. Đầu tiên, bước thứ nhất để tôi cho rằng các bạn nên chọn group. Thì trên thị trường có rất nhiều group, như vậy thì chúng ta hãy chọn một cái group mà có cái mục tiêu khách hàng là phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình. Tôi lấy ví dụ bạn bán đồ mẹ và bé thì bạn hãy chọn group dành cho việc nuôi dạy con cái, hay là group mà mang thai, hay là group sinh con, kiểu như vậy. Bởi vì bạn bán đồ mẹ và bé rất là phù hợp, đúng không ạ? Và nó có nhiều group như vậy thì các bạn nên chọn cho mình khoảng 3 cái group để sinh hoạt thôi. Chứ không thì mình bây giờ mà làm 10 cái, làm 20 cái thì tôi sợ là nó quá sức, và thứ hai nữa là nó cũng bị loãng. Theo tôi thì các bạn nên chọn khoảng 3 cái. Vâng, các bạn vào và những group đấy là thứ nhất là có lượng thành viên lớn nhất, thứ hai là có cái tập khách hàng phù hợp với sản phẩm và dịch vụ mình đang bán, được chưa ạ? Và thứ ba nữa là mình cái group đấy là nó cũng uy tín, chất lượng, nó có điều lệ hoạt động các thứ nó ok một chút, nó tránh cái group lộn xộn, được chưa ạ? Bước số 2 khi mà bán hàng trên group, và màu cam ở đây này, tôi làm ở đây này, đấy là chúng ta phải xây dựng lòng tin ở trên group, đúng không ạ? Xây dựng lòng tin là như nào? Bởi vì có một số bạn là khi join vào một cái group một cái, đúng không ạ? Join là xin vào đấy, thì ngay lập tức là xin chào các bạn, đúng không ạ? Tôi bán cái này, tôi bán cái kia, kiểu như thế, có cái này sale, có cái kia sale. Thế thì ngay lập tức nếu mà các bạn đăng như vậy thì tỷ lệ người phản hồi rất là thấp, và thứ hai nữa là những cái phản hồi nó sẽ không tốt. Và thứ ba nữa là người ta sẽ không đánh giá cao. Bởi vì bạn cứ nghĩ đi, bạn cứ đặt mình vào địa vị của cái người mua đi, xem nào, nếu mà bạn mà nhận được cái người mà giao vặt như thế thì bạn có mua hàng hay không, bạn có tin tưởng hay không. Thế nên là tôi muốn cái bước số 2 của chúng ta là chúng ta phải xây dựng lòng tin trên group trước, đúng không ạ? Xây dựng bằng cách nào? Tức là chúng ta sẽ không bán ngay, không quảng cáo ngay, đúng không ạ? Không có PR này kia lộ liễu, đúng không ạ? Mà chúng ta phải đọc hiểu các nội quy, chúng ta tìm hiểu những thành viên tích cực, chúng ta liên hệ với admin để chúng ta xem, chúng ta dành thời gian nghiên cứu về một số những cái bài post trong thời gian gần đây,
Chúng ta xem là bài nào bốt nhiều, bài nào bốt ít, bài nào nhiều tương tác, ai là người tương tác nhiều, ai là người tương tác ít, ai là thành viên tích cực, vân vân. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta có một tháng chúng ta sẽ trở thành thành viên tích cực, được chưa ạ? Thành viên tích cực là như nào? Chúng ta sẽ đăng nhiều bài về mặt số lượng, thứ hai là về mặt chất lượng, là chúng ta đăng những bài có nội dung chất lượng, có giá trị, có kiến thức, đúng không ạ? Và được cái người dùng ở trong cái group đấy người ta quan tâm. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ tương tác với những cái thành viên khác, và chúng ta cũng tương tác với các thành viên trên cái bài viết của mình, đúng không ạ? Chúng ta cũng kết bạn với họ. Tức là group là một cái chỗ nó có rồi, nên chúng ta có Facebook cá nhân, chúng ta kết bạn, chúng ta đưa về trang cá nhân. Cái này chúng ta phải kết hợp thêm với cả trang cá nhân của chúng ta nữa, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta không kết hợp với trang cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ họ sẽ không kết bạn đâu, hoặc cũng sẽ không đánh giá cao đâu, bởi vì mình phải soi profile, nó phải chất, nó phải ok thì người ta mới kết bạn, và người ta mới dần dần tin cậy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta tích cực tương tác và chúng ta có thời gian, tôi nghĩ khoảng 3-4 tuần là đẹp. Đấy. Và chúng ta hỗ trợ các thành viên khác về các cái vấn đề của họ nếu có, đúng không ạ? Vân vân. Thì ví dụ như là họ đăng cái gì ạ? Các mẹ ơi, con tôi bị thế này, các bố ơi, con tôi bị thế kia, hay là anh ơi, em đang gặp vấn đề này, chị ơi, em đang gặp vấn đề kia. Thế là mình bắt đầu mình mới Google search, đúng không ạ? Mình mới dùng cái mối quan hệ của mình hỗ trợ cho vấn đề của họ. Cứ như thế. Thì dần dần mình sẽ trở thành một thành viên tích cực và người ta yêu thích mình. Bởi vì các bạn biết rồi, nguyên tắc của mua hàng, khi người ta đã yêu thích mình rồi thì người ta dễ dàng chấp nhận mua sản phẩm của chúng ta mà không hoài nghi gì cả. Đó, được chưa ạ? Bước số 2 mọi người hiểu vấn đề gì chứ? Rồi nhá. Bước số 3 các bạn có thể làm theo nhá. Không nhất thiết là mình phải làm đủ các bước, nhưng mà có thể làm theo. Chẳng hạn như là mình có thể liên hệ trực tiếp với admin, có những cái page, mình có những group mà mình có thể liên hệ với admin để mình mua quảng cáo, xin quảng cáo, xin tài trợ, đúng không ạ? Làm quen, làm thân với admin. Thì khi chúng ta thân rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái quyền lực mềm, sẽ được hỗ trợ, được duyệt bài, sẽ trở thành cái người mà tích cực ở trên đấy. Chúng ta không phải đăng bài chờ nữa, mà chúng ta lại được người ta cho mình đăng, đúng không ạ? Như vậy là người ta sẽ được xem cái đó của mình luôn, vì bởi vì mình có quyền mà, đúng không? Mình có thể hợp tác, đưa ra một số các đề nghị với các admin. Đấy, mình có thể đưa ra một số các cái đề nghị với các admin là chẳng hạn như là tôi đưa lên đây tôi bán hàng, hay là tôi làm tài trợ cho các bạn, đổi lại thì tôi được cái này được cái kia. Tất nhiên là mình phải có hợp đồng hoặc là phải thỏa thuận một cách rõ ràng, tránh cái việc là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đến thương hiệu, đúng không ạ? Vâng. Bước tiếp theo đấy là tôi gọi nó là cái chiến lược kéo và đẩy, đúng không ạ? Tức là mình tranh thủ cái group đấy nó có rất nhiều các thành viên là khách hàng. Chúng ta có thể bán trực tiếp trên đấy, hoặc là chúng ta kéo về fanpage của chúng ta, hoặc là chúng ta kéo về profile của chúng ta, hoặc là chúng ta lấy số điện thoại của họ kéo về website. Tóm lại là tăng chỗ đấy nó là một cái cộng đồng mà chúng ta đưa nó về cái nền tảng cá nhân của chúng ta. Ok. Đấy, kéo đẩy như thế nào? Bản thân profile của mình là phải hấp dẫn, phải đẹp, phải chuyên nghiệp, đúng không ạ? Mình phải uy tín, mình phải thể hiện thông qua hình ảnh, thông qua video, thông qua bài viết, thông qua lời nói, thông qua lượng theo dõi, vân vân. Đấy. Hoặc là website phải uy tín, chất lượng, đúng không ạ? Zalo cũng như vậy, số điện thoại cũng như vậy, vân vân. Vì thương hiệu cá nhân mình tốt. Tiếp theo đấy là mình cũng phải viết nhiều bài hay, chất lượng trên các trang cá nhân của mình, trên group của mình, đúng không ạ? Comment tương tác qua lại với các cái thành viên khác, và cũng đăng bài liên tục trên Facebook của mình, được chưa ạ? Tôi sẽ dạy các bạn đăng bài trong phần content marketing sau. Tôi sẽ có một cái bộ video như vậy nữa, hướng dẫn, được chưa ạ? Đấy, tăng lượng kết bạn thông qua group, tức là mình kết bạn trên group và mình kéo người ta qua trang cá nhân của mình để kết bạn, tăng traffic vào web, tăng follow trên Zalo, vân vân. Ok, đúng ạ. Chọn chủ đề phù hợp với các thành viên và group để đăng bài, để kéo traffic, đúng không? Thì đó là cái chiến lược thứ tư. Để làm gì? Để mình có thể từ đấy mình sẽ thoải mái mình đăng lên tường nhà mình. Mình đăng lên tường nhà mình thì người ta không thể cấm được, nhưng mình đăng lên trên Facebook group của người ta thì người ta có thể cấm, đúng không ạ? Đấy. Số 5 là gì? Là tạo group của riêng mình. Tại vì như tôi nói ấy, là hiện nay có rất nhiều các group, nhưng phần lớn 99,99% các group đấy là của người ta. Là mình vào đấy mình join vào mình bán thôi. Nhưng bây giờ mình muốn bán của mình thì mình phải tạo ra group của riêng mình.
Group của riêng mình thì cũng có mấy dạng, đúng không ạ? Dạng thứ nhất là group kín để chăm sóc khách hàng. Ví dụ mình có khách hàng, mình sẽ kết bạn vào để mình chăm sóc. Thứ hai là mình cũng tạo ra cái group cộng đồng của riêng mình. Chẳng hạn như mình bán thời trang thì mình cũng có thể tạo ra group mà cộng đồng những người yêu thời trang, tôi giả sử như thế. Hoặc là mình bán thời trang công sở, thế nhưng mình lại tạo ra một cái group là hội những người có con học cấp 1, cấp 2. Thế thì mình vào đấy mình sinh hoạt và mình tạo giá trị gia tăng, sau đó thì mình bán cái thời gian công sở, tức là nó một cách không trực tiếp, nó cũng rất là hay, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như tôi thì tôi có thể là tạo ra group marketing online hay là group Facebook marketing, đúng không ạ? Và tôi hướng dẫn, tôi hỗ trợ mọi người rất nhiều, vân vân. Thì từ đó thì tôi sẽ có những cái thương hiệu, tôi cũng sẽ có những cái đơn hàng, tôi sẽ có những cái khách hàng của tôi, đúng không ạ? Người ta nói rồi, ở đâu có cộng đồng là để có tiền. Đấy, tôi nói là gì? Mình phải tạo group chăm sóc khách hàng này, group của các cái đại lý nếu mình phát triển theo mô hình hệ thống này, group cộng đồng để tạo phễu này, đúng không ạ? Đấy, phát triển các group của riêng mình. Thì mình cũng có thêm một vài group của riêng mình nữa, cộng với lại 3-4 cái group mà của cộng đồng mà mình đã join vào, mình kiếm tiền ở trên đó, đúng không? Thực tế là bán hàng rất là tốt, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản để giúp các bạn bán hàng trên group, đúng không? Thế còn ví dụ như group nó còn liên quan đến việc là chúng ta phải dọn dẹp group này, chúng ta phải đăng bài này, chúng ta phải kéo thành viên này, chúng ta phải trò chuyện này, chúng ta phải liên tục tạo các giá trị gia tăng này để kết hợp giữa online với offline này, vân vân. Cái đấy thì nó hơi đi sâu vào những cái nội dung khác. Thì trong cái video này tôi tạm thời chia sẻ với các bạn 5 cái đề mục như vậy nhá. Bán hàng trên group, một là chúng ta chọn cho mình 3 group, chúng ta vào đó chúng ta xây dựng thương hiệu, sau đó chúng ta mới bán. Thứ hai là chúng ta xây dựng lòng tin. Thứ ba là chúng ta có thể kết hợp với admin các group. Thứ tư là chúng ta phải sử dụng chiến lược kéo đẩy. Và thứ năm là chúng ta tạo group của riêng mình để chúng ta bán. Vâng, thì vừa rồi tôi đã tóm tắt với các bạn một số những cái cách thức để các bạn bán hàng online trên group rồi. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ và tư vấn thêm. Và cái gì miễn phí thì tôi sẽ miễn phí cho các anh chị, và cái gì không miễn phí thì tôi sẽ báo phí, đúng không ạ? Vâng, xin chào và gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.